bạn, Hiếu rất vui được trở lại với cái chương trình giới thiệu những cây đàn piano do pianoart.vn gửi đến những các bạn yêu piano. Vâng, Earl Windsor, một cây đàn mà tên thương hiệu khá quen thuộc phải không ạ? Bởi vì rất nhiều bạn đã comment và đã từng giới thiệu là những cây đàn Earl Windsor đó là một dòng đàn mà tiếng hay, âm thanh và rất là ổn định, và đặc biệt nữa là cây đàn dùng rất là thú vị trên phím đàn. Và hôm nay trên tay tôi đây là tờ đánh giá của cây Earl Windsor VK113. Với hình thức các bạn nhìn thấy đẹp ngay, nhưng với chất lượng đánh giá của Hiệp hội Piano Nhật đó là body B, key B cộng, pin A, action A và soundbox A, và một cái đánh giá tiêu chí hết sức là đáng yêu của cây đàn này. Bây giờ tôi sẽ chơi thử luôn để các bạn thấy là âm thanh của cây đàn này tốt như thế nào. Chúng ta cùng nghe 88 phím ạ. Vâng, màu sắc âm thanh của 88 phím đều rất là đồng đều và đó là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng thử với một cường độ mạnh. Ngoài tiếng đàn ra, chúng ta không nghe thấy các cái tiếng lạ khác và không có các cái tiếng ảnh hưởng khác. Chúng ta cùng nghe tremolo. Vâng. Các bạn thấy tôi chơi tremolo khá dài và cái action bên trong, cái thể hiện bên ngoài là phím, nhưng bản chất để khẳng định rằng cái action bên trong nó rất là tốt thì nó mới đáp ứng được cái kỹ thuật như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cái sức thể hiện giai điệu của cây đàn này. Vâng. Một cái âm hưởng rất là đáng yêu, và tôi nghĩ như vậy, vang sáng, vâng, vang sáng tươi tắn, vâng, nhưng mà vẫn rất trữ tình. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra bên trong cây đàn, mời các bạn. Vâng, các bạn đang nhìn body của cây đàn Earl Windsor này, vâng, cái chữ tôi thấy cái cách điệu rất là đẹp, vâng, cái giá nhạc rất là dài, các bạn có thể để được đến 4 tờ A4 ở đây. Đấy, với bản nhạc dài chúng ta chơi sẽ rất là tiện, không phải giở sách. Đấy. Cái mặt trên đẹp, vâng. Với cái màu như thế này thì các bạn yên tâm là nó là chắc nó rất nguyên bản, bởi vì là với cơ bản Việt Nam chúng ta sẽ khó có thể làm được những cái màu đẹp như thế này. Đấy. Ba bê đan hoạt động rất là tốt, vâng. Nắp lên được. Xin mời các bạn xem cái sườn bên này. Sau đó chúng ta đi vòng quanh cây đàn. Vâng, cái vai đẹp, cái chân cong rất là điệu. Và tôi nghĩ là nhà bạn nào đấy mà nội thất cách điệu một chút hay là hoa mỹ một chút thì dùng cây đàn này sẽ rất là hợp. 1, 2, 3, 4, 5 cột trống với hai hộp cộng hưởng phụ, các bạn thấy đây. Đấy, đây là một cột hộp cộng phụ, ở bên trong nó sẽ rộng ra. Đấy, tay này, nắm này rất là chắc.
Đây là một hộp cộng hưởng phụ nữa. Tức là bình thường người ta sẽ làm cái miếng này nó sát bằng cái miếng này thì nó không rộng, nhưng người ta lại nhấc ra đây nó rộng lên. Đấy. 5 cột trống rất chắc chắn. Vâng, sao bót A như các bạn đã xem. Bây giờ chúng ta sang cái hồi bên này. Các bạn thấy cái vai là cái chỗ dễ xây xước nhất, nhưng hoàn toàn là vẫn còn tròn đẹp nguyên như thế này. Vâng. Tôi phải ghi nhận rằng là người Nhật có ý thức sử dụng các cái đồ vật nói chung, các cái đồ kể cả từ điện tử cho đến là xe máy, ô tô hay là đến những cây đàn như này. Chúng ta đều thấy họ giữ gìn rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng xem bên trong cây đàn. Mời các bạn. Vâng, khi mà mở cái nắp đàn này ra thì điều đầu tiên tôi phải òa lên rằng là vâng, một cái bộ máy hết sức mới. Các bạn thấy các bạn đây, những cái gỗ, các cái máy này. Đấy. Máy này của Đức bạn nhé. Đấy, Germany. Đấy. À, đều chắc. Vâng, vâng. À, rất là tuyệt vời. Vâng. À, cái hãng mà sản xuất cái cây đàn này, tức là nó có tên của hãng là Hamamatsu đây. À, chứ còn lại tên đàn là tức là Ơn Huy So đấy, nhưng mà nó cũng như là ô tô xe máy của chúng ta có hãng Honda, nhà có xe Way, có xe Future vân vân, rất là nhiều loại xe. Và cái key tôi đang trượt trên đây các bạn. Vâng, key rất là tuyệt vời. Vâng, action mới. Vâng, đấy, các bạn nhìn đấy, các cái lò xo đầy đủ, đấy, rất là đẹp như này. Một cái thứ nữa mà vô cùng quan trọng, một cái linh kiện cực kỳ quyết định cái độ bền cây đàn, đó là chốt pin. Vâng, tôi sẽ kiểm tra kỹ cho các bạn. Vâng, tôi sẽ nhìn hết toàn bộ chốt pin này. Vâng. Vâng. Tuyệt vời. Chốt pin trắng to cao đẹp, với một cái chi tiêu tiết kiệm và chỉ trên 20 triệu thôi, các bạn đã được sử dụng một cây đàn như thế này rồi. Và tôi nghĩ rằng là có thể là nếu mà chúng ta không cần nâng cấp thì cây đàn này có thể dùng đến hết cuối đời người, hai đời người. Vâng, vậy thế nên là tôi nghĩ là hoàn toàn rất là tốt. Và so với những cây đàn mà khi tôi bắt đầu học đàn thì cây đàn của tôi không thể so sánh được. Và chúc mừng bạn đã được sở hữu để học tập cây đàn này.